Nhân chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu với lại các cái câu đối thoại ngắn. Rồi chúng ta cùng xem nào. 정말 귀여운 고양이네요. 암컷이에요? 수컷이에요? 감사합니다. 수컷이에요. Rồi chúng ta cùng xem nào. 정말 có nghĩa là thật sự là, rất là ha. 귀여운, 귀여운 là gì các bạn? 귀여운 là định ngữ nhé, định ngữ, định ngữ tính từ kết hợp với lại ư liền cộng với lại một danh từ. Rồi 귀여운 고양이, 고양이 là con mèo. 귀엽다, 귀엽다 là gì ạ? Dễ thương nhé. 귀엽다, 귀엽다 dễ thương. Khi gặp tạ dễ thương. Cô giang y là con mèo. Cô giang y là con mèo các bạn nhé. Cô giang y là con mèo. Đê yô là cảm thán. Đê yô là cảm thán ha. Rồi chúng ta cùng nhau dịch nhé. 정말 귀여운 고양이네요. Cái đuôi kết câu 네요 này là cảm thán, dành cho một cái việc, một cái điều gì đó mà chúng ta mới biết lần đầu tiên các bạn nhé. Cái việc gì mà chúng ta mới được biết lần đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái đuôi là động từ tính từ, động từ với động tính từ luôn kết hợp với 네요 các bạn nhé. Thật là một con mèo dễ thương đáng yêu ha. 귀엽다 có nghĩa là dễ thương đáng yêu ha. Khi kết hợp với lại định ngữ thì nó biến thành귀여운 các bạn nhé. 귀여운 ha, 귀여운. Rồi 암컷, 암컷 chúng ta có từ 암컷 có nghĩa là động vật mà là loài cái ha, là con cái ha. Còn 수컷 là con đực các bạn nhé. 암컷이에요, 수컷이에요, nó là con đực hay là con cái vậy ha, con mèo đực hay là con mèo cái. Amcot và sucot thì chúng ta amcot sucot chúng ta dùng chung cho các loài động vật các bạn nhé, dùng chung cho động vật. Rồi cảm ơn thì ta, xin cảm ơn, cảm ơn cho cái lời khen là nó rất là dễ thương, nó rất là đáng yêu ha. Sucosio đó là con mèo đực ha. Rồi câu này khá là đơn giản, chỉ có cấu trúc về định ngữ nè, với lại cái từ là gì? Amcot, sucot là thêm cho các bạn thông tin mới. Tiếp theo, chúng ta cùng qua mẫu câu tiếp theo nhé. 이거 깨지기 쉬워서 뽀뽀기로 사야겠네요. 뽀뽀기 어디 있나요? 네. 저쪽에 있어요. Chúng ta xem nào. 이거 có nghĩa là cái này. 이거 thì nó bằng 이것. 이것 các bạn nhé. 이것 bằng 이게 cái này ha, cái này. 깨지기 쉬우다. Chúng ta có cái từ gì? Động từ hoặc là tính từ đó, kết hợp với lại 기쉽다 ha, là dễ xảy ra cái việc gì ha, hoặc là dễ để làm gì. Tính từ là gì? Dễ như thế nào. Còn động từ là gì? Dễ xảy ra cái việc gì. Thì chúng ta có cái từ là gì? 깨치다 đó là gì? Bể, vỡ ha. Cộng với lại 쉽다 thì biến thành 깨지기 쉽다 ha. 쉽다 mà kết hợp với lại 아어서 thì biến thành gì ạ? 쉬워서 쉽다. 쉽다 kết hợp với lại 아어서 thì biến thành 쉬워요 ha, hoặc là 쉬워서 nếu như nó là 어서 các bạn nhé. 쉬워서, 쉬워서 bởi vì cái này thì dễ bể xin lỗi, dễ bể, dễ vỡ ha. 뽁뽁기 là cái gì ạ?
Nó giống như kiểu là cái túi để gói lại á, cái giấy bóng để mình gói lại gói hàng á. Bobogi là cái chất liệu ni lông để mà gói hàng á bạn nhé. Bobogi rồi sayakeneo, chúng ta có cái từ sa nè, sa này nè, khi ở kết thúc bằng khi ở ha. Nhưng mà khi nó kết hợp với lại aya aya cái tả thì nó biến thành sa ya kết tả, kết hợp với đuôi neo nữa thôi ha, đuôi neo tức là gì ạ? Vì cái này là dễ vỡ ha, dễ vỡ cho nên là tôi phải gói nó vào và cái dạng túi để mà gói hàng ha, cái túi gói hàng. Rồi bobogi odinayo, cái từ inayo chúng ta không đọc là itnayo mà chúng ta sẽ đọc nó là in na yo nha, inayo inayo in đó các bạn nha, và ghi ấy đó đi ẩn đi ẩn. Cái giấy gói hàng đó ha, cái bọc ni lông để mà gói hàng đó ở đâu vậy? Nayo đuôi kết câu lịch sự các bạn nhé, đuôi kết câu lịch sự để cho choke isoyo. Vâng, cho choke là ở đằng kia ha, danh từ cộng với e ita, danh từ cộng với e ita cái gì ở đâu ha, cái gì ở đâu. Chúng ta xem cái mẫu câu tiếp theo các bạn nhé. Emma, cho 오늘 목욕을 안 해도 될까요? 목욕은 매일 해야지. 하루 종일 놀아서 땀투성이야. 그리고 감기에 걸리지 않으려면 잘 씻어야 해. Rồi, chúng ta cùng xem nhé. Emma thì là cách gọi mẹ một cách thân mật ha. Thay vì chúng ta dùng từ omoni ha. Money ha, thì chúng ta giao tiếp ở trong nhà với nhau chúng ta có thể gọi là mà cho nó thân mật hơn ha. Chờ là con hoặc tôi ha, nhưng mà trong trường hợp này theo theo cái ngữ cảnh thì chúng ta sẽ dịch là con ha. Chờ오늘 là hôm nay. 목욕하다 là tắm đúng không, và chúng ta có 목욕은 안 해도 chính là 목욕하다 là gì ạ? Tắm nha, động từ tắm. 목욕하다 rồi 목욕 안 하다, 목욕을 안 하다 có nghĩa là không tắm ha, cái người này chủ động là không muốn đi tắm ha. Rồi chúng ta lại có là gì, 목욕하다 cộng với lại 아도 뒤에다 ha thì nó biến thành 목욕 안 해도 뒤에다. Rồi chúng ta lại kết hợp với lại 그러니까요, cái đuôi kết câu. Đuôi kết câu động từ mà kết hợp với lại 그러니까요 á. 그러니까요 là gì ạ? Đưa ra cái đề nghị đợi đối phương trả lời, đưa ra một cái lời đề nghị ha. Mẹ hôm nay con không tắm có được không? 목욕은 매일 해야지. 목욕은 là gì ạ? Nhấn mạnh cái việc cái sự tắm tắm gội này ha, cái việc mà tắm gội đó thì mail là mỗi ngày ha. Heyachi heyachi thì đây là cách nói văn nói nha, văn nói heyachi mail heyachi ở đây là gì, một dục kinh ha tạ ha. Thì bây giờ chúng ta có một dục kinh heyachi ha, là cái việc mà tắm là chúng ta phải làm mỗi ngày ha. Ha tạ lúc trong trường hợp này nó có nghĩa là làm ha, làm heyachi. Rồi con phải tắm mỗi ngày chứ, cái việc tắm là con phải thực hiện nó mỗi ngày. Haru chongil nguyên cái này có nghĩa là suốt ngày, suốt một ngày, trong suốt một cái ngày từ sáng đến chiều ha. Đô ra so chúng ta có động từ gốc của nó là gì ạ? Nôn tả chơi đùa ha, chơi đùa nôn tả ha. Đô ra so chính là nôn tả cộng với kết hợp với lại ngữ pháp gì ạ? A so o so ha, a so o so thì ở đây là biến thành do ra so ha, do ra so. Rồi sao nữa nhỉ? Bởi vì con chơi đùa suốt cả ngày ha. Tam thu song gì à? Tam thu song á,
cái từ này là các bạn, tam thu son này nó có nghĩa là kiểu như là mồ hôi nhễ nhại ấy. Mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi đầm đìa ha. Cái việc tắm gội thì con phải thực hiện mỗi ngày, vì con chơi chơi đùa suốt cả ngày nên là người con nhễ nhại mồ hôi, đầm đìa mồ hôi ha. Kuriko có nghĩa là và ha. Khám kia kholichi anduriamyon, chúng ta có cái từ gì ạ? Khám kia kholita ha. Khám kia kholita có nghĩa là gì ạ? Bị cảm, bị cảm. Mà bây giờ chúng ta có là gì? Khám khám kia kholichi cộng với lại chi an tha ha. Chi an tha thì là gì ạ? Không bị cảm ha, bỏ tà đi ha. Chúng ta khi mà kết hợp với cái này chúng ta sẽ bỏ tà đi ha, bỏ cái chữ tà này đi thì bên trên có lý chi ảnh thà à. Rồi chúng ta lại kết hợp với lại cấu trúc gì ạ? Động từ cộng với lại ư riomion, nếu nếu muốn như thế nào ha, nếu định như thế nào hoặc là nếu muốn như thế nào ha. Nếu mà nếu muốn không bị bị cảm ha, và nếu mà con muốn không bị cảm thì làm sao? Chan sita, chan sita thì thực ra nó cũng chính là sita các bạn, sita sita thì nó có nghĩa là rửa, rửa rau cũng được đấy nha, rửa tay rửa chân, rồi nó còn có nghĩa là tắm gội nữa đó ha. Thì bây giờ chúng ta có sita cộng với lại gì ạ? Hata là phải làm gì đúng không? Oyahata có nghĩa là phải làm gì nè ha. Oyahata có nghĩa là phải làm gì ha. Con phải tắm gội ha. Con phải tắm gội thì chúng ta có thêm từ chan là đằng trước thì sao? Phải tắm gội cho sạch sẽ ha. Phải tắm gội cho kỹ đó ha. Rồi và nếu như con muốn là không bị cảm thì phải tắm gội cho sạch sẽ, tắm gội cho kỹ ha. Rồi chúng ta sang cái mẫu câu tiếp theo. Rồi. 다음 주가 어버이날이니까 가능한 한 빨리 좋은 선물인 뭘까를 골라야 해요. 뭘 살 거예요? 엄만 꽃을 좋아하셔서 예쁜 꽃다발을 살 것 같아요. 그리고 부모님께 영화 티켓을 사 드릴 것 같아요. Chúng ta cùng xem nhé. Rồi. Tham chu ca là gì ạ? Tuần sau ha. Tuần sau. Tham chu là tuần sau ha. Obo inan. Chúng ta có từ obo inan là ngày của bố mẹ. Còn cái inika này có nghĩa là vì ha. Ita. Ita. Kết hợp với lại nika đó ha. Vì ha. Kết hợp với lại nika có nghĩa là vì. Vì tuần sau là ngày của bố mẹ ha. Khả năng hàn hàn bà lì, chúng ta có cái thành ngữ là khả năng hàn hàn bà lì. Thành ngữ nó là nhanh nhất có thể nhá, nhanh nhất có thể cộng với động từ nữa thì có nghĩa là làm cái gì nhanh nhất có thể các bạn nhé. Khả năng hàn hàn bà lì, bà lì các bạn nhé. Chốn sơn mùn, chốn sơn mùn thì là món quà hay hoặc là món quà có ý nghĩa ha. Chốn sơn mùn, chúng ta có định ngữ là in. Chốn sơn mùn cộng với là y tà ha. Cộng với y tà thì có nghĩa là đó các bạn. Là ha. Rồi cộng với là niền, bon ca. Ở đây nó hơi phức tạp một chút nè. Chúng ta có nè, chốn sơn mùn in bon ca rươi. Bon ca rươi, khôn la ya heo. Rồi từ khoan mình nói, khoan nói chỗ này nha. Bồn ca có nghĩa là cái gì đó. Bồn ca, cái gì đó ha. Kolaya heo thì chúng ta có từ cô rư tả các bạn. Cô, xóa đi. Cô rư tả ha. Cô rư tả, nhưng nó là bất quy tắc ha. Khi nó cộng kết hợp với lại a ơ ya ha tả thì nó sẽ biến thành Kolayahata ha. Kolayahata thì ở đây chúng ta mình đã giải thích được cái chỗ này ha. Thì ở đây nghĩa là nhanh nhất có thể rồi đúng không? Thì tôi phải lựa chọn cái gì đó, cái gì đó
là quà ha, là quà. Nếu như chỗ này các bạn thay thế bằng sonmulo, bằng chữ ro cũng được các bạn nhé, bằng chữ ro, à, cái gì đó làm quà ý nghĩa, làm món quà ý nghĩa ha, làm món quà ý nghĩa các bạn ngầm hiểu là dành cho bố mẹ các bạn ha. À, thì ở đây mình để định ngữ là in thì có nghĩa là cái gì đó là món quà ý nghĩa. In thì chính là y tá đúng không các bạn? Y tá cộng với lại định ngữ gì ạ? Định ngữ là niên rồi cộng với lại một danh từ đó ha, một danh từ, danh từ ghi hơi nhỏ ha, danh từ chữ n các bạn, danh từ đó nha, danh từ, hoặc mình để chữ danh từ luôn đi, danh từ, một danh từ nào đó. Thì ở đây là solmul in ha, solmul in bong karul koraya heo, chỗ này có ổn không các bạn? Tức là gì? Vì tuần sau là ngày của bố mẹ rồi nên là tôi phải lựa chọn cái gì đó là quà tặng ý nghĩa nhanh nhất có thể ha, hoặc là tôi phải càng sớm càng tốt, hoặc là nhanh nhất có thể. Chúng ta còn có thể dịch cái khả năng han pali này á là nhanh nhất có thể các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng xem nào. Bạn sẽ mua cái gì vậy? Bạn sẽ mua cái gì vậy? Bạn sẽ mua cái gì vậy ha? Chúng ta có động từ cộng với điền coi vậy ha, động từ cộng với lại ư riêng cơ dê dô ha, sẽ là kế hoạch ha, động từ thể hiện cái kế hoạch kết hợp với đuôi cái câu điền cơ dê dô để thể hiện kế hoạch của người kia ha. Oman, oman này có nghĩa là omanen đó các bạn, omanen ha, nhưng mà viết tắt vào thì thành oman, oman nhá. Oman có chơi choa ha so so có nghĩa là gì ạ? Mẹ tôi thì thích hoa cho nên choa ha si tá các bạn nhá. Yepun có ta ban là gì? Một cái bó hoa đẹp. San katayo nên chắc là tôi sẽ mua một cái bó hoa đẹp. Rion có katha chúng ta có động từ kết hợp với lại ư rion có katha. Chắc là hình như là chắc là tôi sẽ mua một cái bó hoa xinh đẹp. Rồi kuriko và ha, pumonim ke, ke ở đây có nghĩa là dành cho ha, ke pumonim ke dùng hoa ticket. Dùng hoa ticket là gì ạ? Cái vé xem phim các bạn nhé. Sa turinkoyo, sa turita có nghĩa là mua và cho ai đó. Sa turinkokatayo và chắc là tôi sẽ mua cho bố mẹ ha, mua cho bố mẹ mà cái vé xem phim. Rồi món quà cũng khá là hay đúng không, khá là hay, khá là ý nghĩa. Chúng ta cùng sang câu tiếp theo các bạn nha. Rồi cái vé mẫu tiếp theo. 오늘 마켓 갔었는데 조약이었어요. 무슨 일 있었어요? 일단 사람이 뭐 너무 많아서 오랫동안 줄 서서 기다리고 그 다음에 물건을 고른 후에 창갑이 없어졌어요. 누가 내 창갑을 훔쳐갔어요. 자, 인자 쌤나 오늘 hôm nay market là gì ạ? 저 siêu thị. Rồi 갔었는데 갔었는데 có nghĩa là tôi đã làm cái việc gì đó trong quá khứ và hoàn thành hẳn. Cắt là đã là quá khứ rồi đúng không? Cắt tà đã là quá khứ rồi mà lại còn thêm ớt nữa là gì? Nó thể hiện là gì? Cắt tà, cắt tà mà cộng thêm ớt nữa thì nó có nghĩa là một cái hành động nào đó, một cái hành động nào đã diễn ra và hoàn tất trong quá khứ rồi các bạn nhé. Kata cộng với osoyo đi, osoyo ha, osoyo. Kata cộng với osoyo, kasonende. Chúng ta đưa ra cái tình huống đối với nende. Nende ở giữa câu á thì nó có thể là các bạn có thể dịch là nhưng mà ha, nhưng mà thế nhưng cũng được. Nhưng nếu như cái nghĩa đằng sau cái nende này nó không đối lập với cái nghĩa đằng trước á thì chúng ta có thể dịch là chúng ta chỉ cần là đưa ra tình huống cho người nghe là hôm nay tôi đi chợ ha, hôm nay tôi đã đến siêu thị hoặc là đi chợ đó ha. Chuyakiosoyo mà thật là tồi tệ, chuyak là tệ nhất, xấu xa nhất ha. Chuyakiosoyo hôm nay tôi đã đi chợ nhưng mà thấy rất là tồi tệ ha. Tại sao nè? 무슨 일 있었는데? 무슨 일 있었어요?
Mùa xuân il istoso. Xin lỗi mình nhầm cái đuôi câu. Đã có chuyện gì vậy? Nó là quá khứ nên chúng ta sẽ dịch là đã ha. Đã có chuyện gì vậy? Il tan, trước tiên là il tan ha. Các bạn cũng để ý mẫu câu nữa, trước tiên là xong rồi cứ thảm mê là sau đó là ha. Cái cách dẫn dắt chuyện á, il tan trước tiên là salami. Đó mô mà na so, trước tiên là quá là đông người ha, quá là đông người ha. Ore toman chorin so so. Ore toman chorin so so. Kitariko ở đây có nghĩa là gì? Ore toman là trong một khoảng thời gian khá là lâu là dài ha. Chorin so so. Chorin so ta. Chúng ta có từ chorin so ta có nghĩa là xếp hàng. So ta. Xếp hàng ha. Chorin so so. Cái so này là của cấu trúc o so á. O so nha. O so. Rồi. Vì đông người cho nên là phải xếp hàng lâu để mà chờ kita đi cổ ha, để mà chờ rồi cứ tham mê là sau đó. Sau đó bốn con nên có đơn hữu e. Chúng ta có động từ nè, kết hợp với lại ân hoặc là điền hữu e ha, hữu e hoặc là tham mê á ha. Sau khi làm gì nha, sau khi làm gì ha, sau khi làm gì. Và sau khi mà tôi lựa chọn xong đồ rồi ha, lựa chọn xong đồ rồi, trang cà pi offshore cho soil thì tôi cái ví của tôi nó bị biến mất. Offshore chi tả, offshore chi tả, offshore chi tả, biến mất ha, hoặc là trở nên không có gì, đang có tự nhiên không có ha. Du cả ai đó ha, để trang cà pi, để trang cà là cái ví của tôi ha. Hôm chưa khá sợ, chúng ta có từ hôm chưa chỉ đã, hôm chưa chỉ đã, hôm chưa ca tả chứ, hôm chưa ca tả, hôm chưa chỉ đã cũng có mà hôm chưa ca tả cũng có luôn các bạn nhé. Hôm chưa ca tả là gì ạ? Cũng đi mất, lấy cắp, lấy xong rồi bỏ đi á ha, ăn trộm á, ăn trộm xong rồi bỏ đi mất. Rồi như vậy là gì? Đầu tiên là đông người quá cho nên là phải chờ lâu. Rồi sau khi mà tôi lựa chọn đồ vật xong rồi ấy, thì cái ví của tôi nó biến mất. Ai đó đã lấy trộm cái ví của tôi để bỏ đi. Rồi như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn các cái mẫu câu và các cái tình huống trong giao tiếp tiếng Hàn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn các bạn nhé. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.